Khi nhìn sư phụ, tôi mới nhận ra là suốt cả đời tôi đã đi tìm và hy vọng gặp được một người như vậy trên thế gian này. Vì là người làm gương duy nhất của tôi, lúc đó là Chúa Giê-xu, một người hoàn toàn thiện lương và hoàn toàn từ bi, một người bằng xương, bằng thịt, hoàn toàn không ích kỷ. Sư phụ là một người như vậy, bằng xương, bằng thịt mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trong khóa thiền thất đó, tôi đã không ngừng rơi nước mắt. Tôi nghĩ lý do thứ nhất là tôi đã đi tìm được sư phụ. Cho dù lúc ấy tôi cũng chưa rõ ngài là ai, nhưng có một cái gì đó về hòa thượng thật là kinh ngạc mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ người nào trước đây. Thêm vào đó là cái cảm giác như là trở về nhà, và đó là lý do tại sao tôi khóc. Tôi lúc đó không muốn ra về, và tôi thật tình cũng không hiểu vì sao. Hòa thượng nói với tôi, nếu con tin vào ta thì thật xa cũng là thật gần, còn nếu không tin vào ta thì thật gần cũng là thật xa. Tôi trên đường về đi ngang qua tiểu bang Oregon, và tôi nghĩ mình là nên dừng chân qua đêm thay vì lái xe đi tiếp suốt đêm. Cho nên tôi tìm được một nhà trọ, và trong giấc ngủ tối đó, hòa thượng đã hiện ra trong một y phục tôi chưa từng thấy. Ngài mặc áo màu vàng và khoác thêm một cái y màu đỏ mà tôi chưa từng thấy. Lúc đó có rất nhiều hào quang chung quanh ngài. Trong phòng không hoàn toàn tối vì có ánh sáng của bên ngoài nhà trọ. Khi đó tôi không biết gì về việc dùng hai tay bao quanh chân Đức Phật như là cách đảnh lễ. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đó là điều tôi quyết định muốn làm. Khi ngài ở đó, tôi muốn giang tay ra, cố gắng đảnh lễ bằng cách dùng hai tay bao quanh chân ngài. Và khi tôi vừa làm như thế, thì hòa thượng biến mất. Cho nên theo tôi hiểu những gì hòa thượng từng nói là nếu quý vị tin vào hòa thượng, thì thật xa cũng là thật gần. Và hòa thượng đã đến để cho tôi thấy điều này. Đó là trường hợp. Nếu con tin vào ta, ta sẽ luôn gần bên con, luôn chăm sóc, bảo vệ con. Ta sẽ luôn ở gần bên cạnh các chúng sanh, rất gần. Một người có lòng tin vào ta nguyện sẽ độ cho người ấy sớm thành Phật đạo.